Thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây đó là cách đây 20 năm. Và thời điểm thứ hai đó là ngay bây giờ. Bạn thấy là chúng ta cây xanh là một cái cây 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 cảnh, cây xanh nói chung là một cái cây không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Đấy. Thì thể theo cái chính sách của nhà nước như là Đại hội Đảng năm 2020 thì có nói giữa Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã nói ở trên nghị trường đó là phấn đấu Việt Nam của chúng ta là sẽ đạt con số là 1 tỷ cây trong năm từ 2020 cho đến 2025. Đấy. Đấy, phấn đấu là như vậy thì mỗi cá nhân của tôi và tất cả các bạn làm sao đấy là để chung tay với cùng Thủ tướng Chính phủ và cả nước góp sức trồng cây, gây dựng để cho trái đất chúng ta là giảm các hiệu ứng nhà kính. Giảm hiệu ứng nhà kính. Thưa các bạn, đây là trước mắt các bạn là một cái vườn mộc hương. Ở đây một cái lô mộc hương khá là đẹp. Mộc hương này cao 1,5 m. Cây được tuyển chọn thoát thân thì nó rơi khoảng trên 50 phân. Này. Cả vườn luôn. Mẫu đơn này. Thưa quý vị. Đấy, xung quanh đây là hệ thống cây xanh phục vụ cho cộng đồng. Đấy. Bạn thấy khá nhiều đúng không ạ?